Hoe een goed met dat? Wat een moeilijk is voor ik. Bé nha. Ngồi đây cho bố đỡ mỏi nhé. Chắc lại bàn này đi. Các bạn đã cất cái gì bàn này đi đó xong rồi bà cứ đi cho nó thoải mái hơn. Bàn này còn bàn. Đây, các bạn có đi.